ngày 24 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Châu, sinh năm 1986, Trần Kim Dầu, sinh năm 1970, cùng ngụ huyện Hóc Môn, về tội vận chuyển hàng cấm. Trước đó, Công an huyện Củ Chi phát hiện Châu câu kết với Dầu hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ, từ biên giới Campuchia, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, về huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai phân phối pháo nổ cho các đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành thông qua dịch vụ gửi hàng của các chành xe, theo chỉ đạo của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở Campuchia. Đến ngày 18 tháng 11, Công an kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của các đối tượng. Khám xét nơi ở và một số địa điểm, Công an đã thu giữ hơn 3 tấn pháo nổ các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan.